Xin chào quý vị và anh chị. Hôm nay em gửi đến quý vị và anh chị một mẫu xe siêu tiết kiệm và rẻ. Đây là chiếc xe Kia Morning, sản xuất 2011, 5 chỗ số sàn. Đấy, chiếc xe còn rất là đẹp. Xe tên tư nhân, sơn xi cũng rất là đẹp, lốp mới cả dàn. Keo chỉ zin, nội thất rất là sạch sẽ. Đấy. Mức giá nó rất là hấp dẫn. Này, keo chỉ zin các bác này. Đấy. Một cánh này. Đấy. Đây, zin nguyên, chưa một tí đâm đục gì cả. Em rất là đẹp. Nội thất rất là sạch sẽ. Đấy. Đây có đinh một này, đấy, nguyên bản, rất chi là đẹp, nội thất rất là sạch sẽ, âm nhạc đầy đủ, điều hòa nóng lạnh hai chiều, nội thất da trần nỉ nguyên bản, đấy, trần này đã là bọc ni lông rất là sạch sẽ. Chỉ là êm, đấy, keo chỉ còn nguyên zin nguyên, đấy, đây, rất là đẹp, trong nội thất kìa, đấy, vô lăng rất là đẹp, mặt vô lăng đẹp, âm nhạc thì sống động. Xe nó còn rất là cứng xe, sẵn đi rồi các bác ạ. Về chỉ cần đổ xăng là đi thôi. Keo chỉ zin, sơn xi đẹp, lốp mới cả dàn. Đăng kiểm còn dài. Máy êm ru. Kia Morning sản xuất 2011, 5 chỗ số sàn, giá 138 triệu, cực kỳ sốc trong ngày mưa rét hôm nay. Rất là đẹp. Đây các bạn, em cho các bác xem máy. Máy rất chi là êm, nguyên zin. Đấy, máy êm ru, thật là tuyệt vời, giá cực kỳ hấp dẫn, ngang con SH, đời cao chốt vót, zin, sơn đẹp, cao chỉ zin, chưa đâm được gì nào cả, cam kết không ngập nước và bảo hành máy này 6 tháng. Lỗi trả xe. Cực kỳ là hấp dẫn. Kia Morning sản xuất 2011, 5 chỗ số sàn các bác nhé. Giá 138 triệu. Bác nào kết thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0334 804 480. Xem xe tại thị trấn Đông Hưng, Thái Bình. Siêu nét. Và em cam kết là không lỗi nhá. Xe không lỗi, không đâm đụng, không ngập nước, máy zin. Đấy. Bảo hành 6 tháng. Giao xe toàn quốc. Lỗi cứ trả xe em. Cực kỳ chất luôn. Đấy, xem cho bác xem nội thất. Đấy. Nội thất da này. Trần nỉ nguyên bản này. Đấy. Đã bọc rồi, sạch sẽ, xe sẵn dùng. Ok. Bác nào kết cứ liên hệ trực tiếp với em nào qua số điện thoại 0334 804 480. Xin cảm ơn.